trong tối ngày 20 tháng 12 năm 2021, năm 17 tháng 11 năm Tân Sử, chùa Thiên Quang thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh vía Đức Phật A Di Đà trong phạm vi nội tự. Sau thời pháp thoại của Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang về sự thù thắng của pháp môn niệm Phật, chư ni đã cung kính đảnh lễ 48 đời nguyện của Đức Phật A Di Đà và cùng thắp sáng những ánh hoa đăng trong tiếng niệm Phật thiết tha.